Ok, chào các bạn. Chào các bạn buổi tối. Chào các bạn buổi tối rất là tuyệt vời. Hello. Hello, chào các bạn. Các bạn đã online chưa? Chào các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4. Chào các bạn rất là nhiều. Ok chưa? Vâng, chào các bạn. Chúc bạn một buổi tối rất là tốt lành. Mình mới vừa đi về. Giờ này mình mới kịp live stream cho các bạn. Cái chủ đề của tối hôm nay chúng ta là gì nhỉ? Tối qua có bạn nào theo dõi mà các bạn có nhớ mà. Và bây giờ chúng ta làm quen nhau, chúng ta giới thiệu nhau. Ok chưa? Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống làm quen với mình. Và mình cũng sẽ, sau cái livestream này mình sẽ làm quen với các bạn. Đúng ra là tối hôm nay chúng ta gặp nhau lúc 9 giờ rưỡi đúng không? Mà mình mới vừa đi về. Nên giờ này mình mới live stream trực tiếp cho các bạn được. Tối hôm nay là ngày sinh nhật của mình và mình mới vừa đi ăn tiệc chung với tất cả các bạn về và mới vừa về từ nhà tức thì mình live stream liền. Và hôm nay là chúng ta live stream một cái chủ đề nó vô cùng quan trọng, đó là 10 cách để chúng ta loại bỏ đi những cái rào cản của mình. Và bạn nào mà đang có những cái rào cản lớn, cái mà nó ngán đường của các bạn lại, thì nếu mà các bạn không loại bỏ thì sao nó sẽ vô cùng khó khăn để mà bạn tiến tới những cái nấc thang cao hơn, bởi vì nó bị những cái rào cản nó chặn chúng ta lại. Và bây giờ chúng ta làm quen với nhau. Tối hôm nay đảm bảo là chúng ta đi tới 11 giờ đây. Mình khỏe, bạn Đức Vũ ơi, bạn Nguyễn Hữu Toàn, vâng, chào các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì vâng, chào, cảm ơn bạn Duy Công. Bạn ở Ninh Thuận, ok, hello, em cũng mới vừa về, ok, bạn Thảo Lê, ok. Bạn Thảo Lê mới vừa chung tiệc sinh nhật với mình rồi, giờ mới vừa về rồi lên live stream luôn các bạn, vô cùng tuyệt vời. Tối hôm nay mình mới vừa dự tiệc sinh nhật chung của các bạn tổ chức cho mình thôi. Các bạn tặng hoa cho mình rất là nhiều nè các bạn, thấy không ạ? Đây là hoa nè, cái bó hoa nè, mình mới vừa mang về nè. Bó hoa nè, những cái bó hoa nè. Ok. Với bạn Nguyễn Hoàng Á Tuyết sở hữu thương hiệu Chiêu Kích, ok chưa? Bạn Hồng Sơn, công ty dược Fasenco. Bạn Thảo, trà sữa Coco, Go Go chứ. Bạn trên Mắc Kiwi. Bạn Ngân bên Kentado. Bạn Thanh La Tích, bạn Sương Nát Triêu, ok. Bạn Minh Luciola, bạn Thảo bên vé máy bay, ok. Bạn Trí chuột hamster, ok. Nói chung là rất là tuyệt vời. Mình mới vừa cùng chung các bạn về và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau live stream để chia sẻ với bạn những cái điều rất là tuyệt vời này. Vậy thì để bắt đầu vào cái chương trình này thì bây giờ các bạn hãy giới thiệu về mình. Các bạn đang ở cái khu vực nào, vùng miền nào? Và tiếp theo nữa là các bạn cứ chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để các bạn lưu lại, để các bạn nhớ. Nếu bạn không chia sẻ thì bạn không có nhớ đâu. Cái chủ đề live stream tối hôm nay nó vô cùng quan trọng. Mà các bạn không chia sẻ thì bạn không nhớ. Bây giờ mình chờ mình mở cái laptop của mình lên hả? Mình đang ở bên cái máy di động. Ok, mình mở laptop mình lên. Và đảm bảo các bạn chia sẻ live stream và các bạn nhớ, các bạn giới thiệu về mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình thì các bạn hát một bài đi. Chúc mừng sinh nhật của mình đi. Ok, ngày hôm nay mình nhận rất là nhiều tin nhắn. Rất là nhiều tin nhắn của các bạn gửi lời chúc khắp mọi miền đất nước về. Gửi lời chúc về. Và tối hôm nay cũng là cái ngày mà chúng ta chào đời mà, đúng không? Ai cũng có một cái ngày may mắn mà chúng ta chào đời trên trái đất này, là để chúng ta chính thức chúng ta trở thành con người. Và chúng ta phải trân trọng. Nếu chúng ta không biết trân trọng cái ngày mình ra đời, cái ngày chúng ta sinh ra, cái ngày chúng ta chính thức trở thành con người, thì chúng ta không biết trân trọng mình thì chúng ta cũng sẽ không biết trân trọng người khác. Cái đó thì chắc chắn chúng ta cũng, nếu mà chúng ta không biết trân trọng mình thì chúng ta cũng không biết trân trọng bố mẹ mình. Chúng ta không biết trân trọng mình thì chúng ta cũng không biết trân trọng vợ con của mình. Đó là lý do mà cái ngày sinh nhật là một cái ngày mà nó ý nghĩa, bởi vì cái ngày đó là chúng ta được chào đời và cái ngày đó chúng ta chính thức chúng ta trở thành con người.
Và đó là lý do mà chúng ta cần phải hiểu và ý nghĩa, hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày sinh nhật này. Và để bắt đầu vào chương trình, ok chưa? Để bắt đầu vào chương trình, ok. Thì tối hôm nay mình cũng chia sẻ nhanh thôi. Ok chưa? Thứ nhất, cái điều thứ nhất các bạn ghi vào, đó là đừng bỏ cuộc. Nếu các bạn là thấy cái chuyện gì khó mà các bạn bỏ cuộc, ok chưa? Thì bạn sẽ không phát triển gì được hết. Cái điều đầu tiên là chúng ta không được bỏ cuộc. Nếu bạn là một người bỏ cuộc, mới khó một chút xíu bạn bỏ cuộc, thì bạn là người dở hơi. Bạn khó, tại sao chúng ta thấy nó khó? Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta thứ gì? Bạn ngày ta rơi vào vùng vẫy hết, đó là đời là bể khổ, ok chưa? Bạn có cái góc nhìn như vậy thì đúng là đời là nó khổ thiệt. Đời là một chuỗi ngày nó rất là tuyệt vời, chứ không phải là gọi là bể khổ. Chúng ta không được bỏ cuộc. Đã đeo đuổi là phải đeo đuổi đến cùng. Những người bỏ cuộc là những người mà họ đang phản ảnh cái con người của họ nó đang yếu kém quá. Dù bạn có lý do gì thì bạn là người bỏ cuộc thì nó đang phản ảnh là bạn là người yếu kém quá. Cái năng lực bạn yếu quá, cái kiến thức bạn yếu quá, cái tư duy bạn yếu quá. Cái sự bỏ cuộc là nó thể hiện chúng ta là một cái con người rất là hèn nhát. Nó thể hiện chúng ta là một cái con người mà chỉ làm được những cái việc bình thường thôi, những việc tầm thường thôi, còn những việc khó khăn một chút xíu. Nó thể hiện cái bản lĩnh của con người của bạn nó không có đến nơi đến chốn, và bạn là người không xứng đáng để làm cho những cái công việc to lớn, những công việc thành công được, bởi vì mới có khó khăn một chút xíu đã đòi bỏ cuộc rồi. Đặc biệt là trên con đường làm kinh doanh mà bạn nào mới khó khăn một chút xíu nó bỏ cuộc, những người đó được đánh giá rất là thấp. Chưa đeo đuổi đến cùng, bởi vì khi mà bạn bỏ cuộc nghĩa là bạn chưa hiểu ra được cái sự khó khăn trong công việc nó đang phản ảnh của chúng ta là chúng ta chưa sâu sát, còn một cái gì đó chúng ta chưa hiểu, một cái gì đó chúng ta chưa biết, thì chúng ta phải đi đến cùng. Chứ tại sao chúng ta lại chọn con đường bỏ cuộc? Và mỗi khi bỏ cuộc các bạn phải suy nghĩ lại là tại sao lúc xưa bạn lại bắt đầu nó. Bạn phải suy nghĩ nghiêm túc cái điều đó. Khi bỏ cuộc thì phải suy nghĩ lý do tại sao chúng ta lại bắt đầu. Thì như vậy nó giúp cho bạn hạn chế bỏ cuộc hơn. Và khi bạn muốn bỏ cuộc thì bạn cũng hỏi thăm những người bạn bè, những đội nhóm, những người thành công của mình. Bạn muốn bỏ cuộc một công việc gì đó thì bạn như thế nào bạn phải xem những người họ đi trên con đường của mình có rất nhiều người họ thành công không. Và bạn cũng hãy xem cái xuất phát điểm của mình, ok chưa? Để bạn gì để bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta bỏ cuộc rồi bây giờ chúng ta làm gì nữa, là chúng ta lại trở về cái bài toán cũ rồi, khó khăn rồi, nó cũng hoàn khó khăn. Nó là những người bỏ cuộc là những người nó dở hơi vô cùng. Nó là cái điều đầu tiên mình luôn nói với các bạn rằng là cái máy ở đâu con? Ok, cái đây là Bambi nè, con chào cô chú đi. Con chào cô chú, ok chưa? Bambi đang ra nhờ ba lấy giùm cái máy cho Bambi, ok chưa? Con nói là con chúc cô chú ngủ ngon đi. Con chúc cô chú ngủ ngon. Bây giờ con vô con làm gì? Ăn vô tới đồ rồi con làm gì nữa? Con học. Rồi sáng mai con đi đâu? Sáng mai con đi field trip. Sáng mai con ngủ dậy sớm để con đi field trip. Ok chưa? Rồi, hồi nãy con đi đâu? Hồi nãy con đi đâu với ba? Con đi ăn gì? Vui không? Ok, rồi con bye bye cô chú đi, con bye bye. Chúc cô chú ngủ ngon. Rồi, ok, giỏi con gái. Ok, rồi, ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok chưa? Và chúng ta như thế nào nó bỏ cuộc là nó thể hiện cái sự yếu kém, cái sự nói nặng hơn là cái sự hèn nhát của các bạn. Không bao giờ được bỏ cuộc, phải đeo đuổi đến cùng. Các bạn biết, mình kể cho các bạn biết. Hồi xưa mình vào Sài Gòn này.
Các bạn biết có một thân một mình không có ai quen hết. Cái chiếc xe đạp còn không có nữa. Và đi học khó khăn vô cùng. Ok, bạn Hòa Dương. Ok, chào. Ok, chào bạn Trần Thị Dương. Ok. Khó khăn vô cùng, nhưng mà mình nhất quyết là mình không bỏ học. Mình nhất quyết tới cùng là mình không có bỏ học. Để gì à? Khi mình không có tiền mà đóng học phí thì mình lên nhà trường, mình xin cho bằng được để mình nợ học phí. Mình nhất quyết mình không có bỏ học. À. Thì bỏ, khi chúng ta bỏ cuộc á là bạn bỏ đi mất cái cơ hội để rèn cái nghị lực, rèn cái sự kiên nhẫn của mình. À. Bạn phải vô cùng kiên trì đến cùng. Và nếu mà kiên trì hoài mà chúng ta không kiên trì được thì chúng ta phải vô cùng kiên nhẫn. Và nếu kiên nhẫn hoài mà chúng ta vẫn không kiên nhẫn được thì chúng ta phải dùng ý chí của chúng ta để chúng ta kiên nhẫn. Và khi chúng ta làm được những cái việc này thì cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của các bạn, cái năng lực của bạn, cái con người của bạn nó sẽ lên một cái tầm cao rất là mới. À, cái con người của bạn nó được nâng cấp lên một cái level vô cùng mới. Nó là những người bỏ cuộc là những người mà không xứng đáng để chúng ta kết hợp làm ăn với họ, bởi vì họ cứ chọn những cái việc dễ họ làm, những việc khó khăn là họ như thế nào ạ? Họ né tránh liền ạ. À, những người đó họ không có làm được cái việc lớn đâu. À, nên là các bạn thấy rằng là hãy đeo đuổi đến cùng một cái công việc, chúng ta không có bỏ cuộc, dở và tệ lắm. Ok chưa? Và hồi nãy giờ mình thấy ít bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn vậy. Các bạn hãy chia sẻ live stream này về. Và cái thứ hai mình chia sẻ bạn là hãy thừa nhận sai lầm. Cái thứ hai là hãy thừa nhận sai lầm. Và trước khi chia sẻ cái thứ hai này thì mình giới thiệu với các bạn. Mình giới thiệu, hồi nãy giờ mình quên giới thiệu với các bạn. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Bạn nào đã quen mình thì các bạn biết rồi. Còn những bạn nào mà lần đầu tiên, bạn Phan Ngọc Minh, chúng ta sinh nhật vui. Ok, bạn Phan Ngọc Minh, các bạn thấy bạn Phan ngồi đâu mà mới vừa đi dự sinh nhật của mình về. Bạn là người chung trong cái bàn tiệc sinh nhật của mình mà bây giờ lên xem live stream liền. Các bạn thấy không? Các bạn Ngọc Minh Luciola, thương hiệu Luciola, các bạn lên Google các bạn gõ Ngọc Minh Luciola thì các bạn làm việc rất là năng lượng, tư duy các bạn luôn luôn tích cực. Các bạn là dùng chưa? Bây giờ mình có một phút mình quảng cáo về mình là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là sở hữu vườn ươm doanh nhân B-Training. Mình thành lập năm 2009, cho tới đây nó đã được 9 năm rồi. Và như thế nào ạ? Sửa sai thì sửa, có gì đâu. Đúng rồi, bạn Ngọc Minh nói đúng. Ok chưa? Và hiện tại mình đang sở hữu những cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Bì Dân Đầu Quay, quyển thứ ba là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Bạn nào mua hai cái quyển sách của mình, Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi trên đất nước thì các bạn inbox cho mình, comment xuống là kêu là em muốn sở hữu hai cái quyển sách này. Rồi sao các bạn như thế nào và cho mình số điện thoại thì sẽ được gì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Và đến nơi thì mới thu tiền luôn. Cái người mà giao sách cho bạn họ sẽ thu tiền luôn. Ở khắp vùng quê nào trên mọi đất nước này đều gì đều nhận được sách, nhận được hai cái quyển sách này. Và bạn nào mà sở hữu, em muốn sở hữu thêm có được không? Ok, được. Và bạn nào mà sở hữu hai quyển sách này rồi thì bạn inbox cho mình để mình ép bạn vào một cái group riêng để mình chia sẻ các bạn sâu hơn về kinh doanh. Bạn nào có sách rồi thì các bạn inbox cho mình để mình ép các bạn vào một cái group riêng. Ok chưa? Chừng nào ra sách mới vậy thầy? Cái sách bán hàng online là cái quyển sách thứ tư của mình thì mất khoảng 2 tháng nữa thì sách mới ra được. Ok chưa? Nên là các bạn nào ở trên mọi miền đất nước, ngay bây giờ các bạn hãy comment và sở hữu sách của mình liền thì sách sẽ được gì gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ ok chưa? Ok chưa? Bây giờ nói như thế nào thừa nhận sai lầm. Ok chưa? Có sai thì sửa, có gì đâu mà giấu. Ok chưa? Tức là con người của chúng ta là khi chúng ta làm một cái gì thì chúng ta luôn luôn bị sai mà. Có gì đâu mà chúng ta phải ngại. Khi mà chúng ta thừa nhận sai lầm
thì bắt đầu từ đó chúng ta mới chịu học hỏi bản thân mình. Hồi kia mình cũng không có thừa nhận sai lầm, mình cứ đổ thừa cho việc này, mình cứ đổ thừa cho việc kia, rốt cuộc thì dẫn đến cái gì? Mình mất nhà, mất tiền, mất cửa, mình ra nhà trọ mình ở luôn. Các bạn hiểu chưa? Và những người mà không thừa nhận sai lầm thì những người đó như thế nào? Họ bảo thủ cái quan điểm của họ và họ không bao giờ họ phát triển được đâu. Nó là cái thứ hai, để gạt bỏ những cái rào cản. Thì chúng ta làm việc gì mà chúng ta thấy nó không hiệu quả thì chúng ta biết rằng cái việc đó chúng ta chưa giỏi. Các bạn hình dung chưa? Bây giờ các bạn nhìn ra ngoài á, các bạn thấy đầy những con người thực sự họ không có học nhiều bằng các bạn đâu, họ cũng không có giỏi giang bằng các bạn đâu, nhưng mà họ làm việc vô cùng hiệu quả. Họ có nhiều tiền, họ có nhiều đất, ok chưa? Họ, em đang chờ cuốn tiếng Việt thứ ba của thầy. Ok, cái cuốn tiếng Việt thứ ba của mình khoảng 2 tháng nữa mới có, bạn Lê Bá Dương ơi. Họ như thế nào? Họ có tài sản, họ có đất đai, họ rất là thành công. Các bạn hỏi đi, có những bạn học hành rất là nhiều, lúc nào cũng xưng mình là giỏi, cái gì cũng biết, nói thì cái gì cũng biết, nhưng mà tiền thì làm không ra, tiền nuôi sống bản thân mình không ra, đừng nói gia đình nữa. Thì chúng ta phải gì? Phải thức tỉnh ra. Và chúng ta biết rằng là chúng ta có những cái sai lầm gì rồi, cái tư duy chúng ta sai lầm, cái suy nghĩ của chúng ta sai lầm, thì chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy sửa đổi lên để chúng ta thành công. Bảo thủ làm cái gì? Cuộc đời mà sống có dài đâu, sống có nhiều đâu. Lôi hay bạn 60 tuổi bây giờ mà bạn sống khổ cực để làm gì? Cái cách duy nhất để chúng ta không nghèo là chúng ta không được nghèo. Các bạn nhớ, cái cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi cái cuộc sống khổ cực thì chúng ta phải có cuộc sống rất là sung sướng. Và chính vì yếu tố đó, để cho những cái việc này nó gì nó đỡ đi trở ngại đi, nó hạn chế đi những cái trở ngại cản trở mình, thì mình phải thừa nhận cái sai lầm của mình. Cái nào mà mình làm không tốt, mình làm không hiệu quả bằng người khác, thì mình phải nhìn nhận là mình là người dở. Lúc nào cũng bảo thủ, lúc nào cũng cho mình biết, mà kết quả thì chả có cái gì hết. Vậy thì hãy nhìn nhận vào sự thật và học hỏi. Đừng có những người phát hiện ra mình sai lầm rồi lại chửi mình, rồi dằn vặt bản thân mình. Cái điều đó nó tệ hại lắm. Các bạn đừng có trách bản thân bạn. Bạn càng trách, bạn chửi rủa cái bản thân bạn thì bạn không có phát triển. Nhận ra sai lầm rồi sửa chữa thôi. Sai thì sửa, có gì đâu mà ngại. Nó là chúng ta cần phải phát triển bản thân mình hơn. Ok chưa? Hồi nãy giờ mình chia sẻ tới điều thứ hai, các bạn thấy có tuyệt vời không? Tuyệt vời thì các bạn comment xuống, bạn tuyệt vời. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, các bạn làm quen với mình. Bạn nào mà em muốn học khóa kinh doanh online nhưng chỉ rảnh có ngày chủ nhật, có lớp của thầy không được. Mấy cái ông mà hỏi những câu này là mình rất là bực mình. Muốn học thì phải dành thời gian mà đi học. Được cái gì cũng muốn mà nói bận thì các bạn muốn cái gì? Bạn Phạm Ngọc Linh em muốn học, cái gì cũng muốn mà không chịu sắp xếp thì bạn muốn cái gì? Muốn thay đổi, muốn phát triển thì nhắc cái mông ra đi, dẹp mấy việc quát qua một bên đi. Bạn nói bận bận mà sao bạn không có tiền mà cứ suốt ngày nói bận, rất là bực mình. Bạn hồn không chưa? Đây những người suốt ngày nói bận mà tiền bạc thì không có, làm tiền thì không có mà cứ suốt ngày nói bận. Vậy thì cái đó là cái gì? Hãy dẹp những cái việc đó đi thì tự nhiên bạn rảnh thôi. Và khi bạn rảnh thì muốn học, muốn phát triển mà lúc nào cũng nói cái bận. Ok chưa? Những cái tư duy của bạn rất là mắc cười. Mày bạn muốn nhận thêm thì bạn phải gạt những cái không hiệu quả đi, bỏ những cái không hiệu quả qua một bên đi. Cái gì cũng muốn, làm thì không muốn làm, nói tới cái câu nào là gì là bận, cứ lấy cái chữ bận ra mà chả cái hiệu quả gì hết, suốt ngày cứ nói bận. Các bạn hình như chưa, nó là hình như là cái chúng ta là người lớn, chúng ta khác trẻ nhỏ ở ngay chỗ đó. Thầy cười lên thôi. Ok, dĩ nhiên là mình luôn luôn cười nhưng mà lâu lâu mình phải nói máu lửa lên vậy á, để cho các bạn thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái sự tư duy nó hiệu quả hơn. Và bạn nào mà chưa chia sẻ livestream này thì các bạn chia sẻ đi,
mình kiểm tra trên máy của mình thấy mình kiểm tra trên cái máy laptop của mình thấy mới có 71 lượt chia sẻ, phải 200 lượt chia sẻ thì nó mới đúng chứ. À, nên là các bạn nào chia sẻ thì bạn chia sẻ đi. Ok, bây giờ đúng rồi bạn Nhung Trần, hãy tìm phương pháp thôi, ngồi ở đó mà cứ rên rỉ rồi suốt ngày cứ nói bận, rốt cuộc là không được cái gì hết. Ok chưa? Rồi tới thứ ba là luôn có tư duy lội ngược dòng. Ok chưa? Luôn có tư duy lội ngược dòng. Ok chưa? Chúng ta phải luôn suy nghĩ cái cách để chúng ta vượt qua được cái chướng ngại vật của mình. À, đừng cứ nuông chiều theo một cái tư duy lối mòn. À, luôn có tư duy lội ngược dòng, tức là làm khác ra, làm ngược ra. Ok chưa? À, các bạn thấy mình uống cái nước khoáng vậy mà, nước khoáng đạm thạnh, đây là nước khoáng ngoài quê của mình. À, chào bạn Nguyễn Thanh Được, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái nước khoáng, cái này là cái nước khoáng các bạn. À, và uống cái nước khoáng này nó rất là ngon, tại vì nước khoáng ở dưới dòng suối á. À, vừa rồi mẹ mình vào mang theo nước khoáng này. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn nào mà bạn có tư duy lội ngược dòng á, bạn như thế nào à? Cái tư duy đạn thạnh, đúng rồi. À, bạn mà có tư duy mà lội ngược dòng á là bạn sẽ thoát khỏi cái tư duy lối mòn đi. Cái tư duy lối mòn tức là các bạn, chúng ta đi ngược dòng nước, chúng ta đi ngược gió. Máy bay mà nó muốn bay lên cao các bạn, nó phải cái cánh ngược gió thì nó mới bay lên cao được. À, ok chưa? Còn mà chúng ta mà đi cùng chiều gió, chúng ta bị nó cuốn đi. Bạn có nhận ra điều này chưa? Bạn mà quen một lớp bạn mà tụi nó đi nhậu á, và bạn có theo tụi nó bạn đi nhậu là bạn bị tụi nó cuốn đi. Tụi nó cuốn chìm luôn. Bạn là người không biết hút thuốc mà bạn chơi với một nhóm toàn là hút thuốc á, bạn bị tụi nó cuốn đi luôn. À, nó là cái tư duy ngược dòng là gì? Chúng ta đi ngược lại của mấy cái thằng không thành công đó. Ok chưa? Một đoàn mà toàn đi xe máy thì chúng ta phải đi xe con, hoặc là thậm chí là đi bộ, không có đi cùng dòng với tụi đó. Bạn hiểu chưa? À, mình cũng vậy thôi. À, hồi kia, ok chưa? À, hồi kia mình như thế nào? À, chính vì mình muốn thành công nên mình mới như thế nào? Mình lội ngược dòng. À, nghĩa là mình vào Sài Gòn này, à, là mình đi bộ. À, ok chưa? Không có tiền cũng phải đi học được, phải làm mọi cách đi học được, tư duy ngược dòng. Đang làm công về thì suy nghĩ cái cách làm sao để mình làm chủ, không có tiền vẫn nghĩ cái cách làm sao ra khởi nghiệp được, tư duy ngược dòng. Cứ chờ có tiền, chờ có kinh nghiệm là tư duy xuôi dòng, và tư duy xuôi dòng thì chừng nào nó mới làm được. À, ok chưa? Ok chưa? Các bạn thấy cá là nó bơi ngược dòng, những con cá là nó bơi ngược dòng. Những cái con cá mà bơi xuôi dòng là những con cá sắp chết. Các bạn hiểu chưa? Các bạn để ý xem. Cá là nó bơi ngược dòng và nó thích ngược dòng lắm. Và những cái con cá mà nó bơi ngược dòng á là những cái con cá đó nó rất là khỏe. Nó rất là tuyệt vời. À, nó luôn chiến thắng. À, và bạn bắt được mấy con cá đó là các bạn thấy mấy cá đó nhìn nó là nó đẹp liền. Còn mấy con cá mà bơi xuôi dòng á là mấy con cá nó sắp chết rồi. Nó bị nước cuốn trôi đi luôn. Mấy cái nó đã yếu lắm. Nếu mà ông nào mà hiện tại á, các bạn nào mà hiện tại á, mà bạn như thế nào à, bạn đi theo dòng, bạn nghe bạn bè của mình á, ok chưa, nó như thế nào à, nó nói mà bạn theo tụi nó là bạn cũng là người sắp chết rồi. Và mình thấy đầy những con người vậy đó. Năm 35 tuổi chết, năm 25 đến 30 tuổi bạn chết mất tiêu rồi. À, và bạn chỉ chờ năm 60, 70 tuổi bạn hoàn thất thủ tục chôn thôi. Thì bạn chỉ biết nghe theo dòng của người khác, bạn chỉ đi theo dòng thôi. Ok chưa? Các bạn thấy không ạ? Tối nay nè, như bản thân mà tối nay mình cũng lội ngược dòng nè. Tối nay đúng ra là ngày sinh nhật của mình, đúng không? Mình đâu có live stream đâu. À, mình cũng mới đi dự tiệc sinh nhật về mà. Nhưng mà mình nói là tối nay dù sinh nhật vẫn có live stream, bởi vì ngày mai mình bận đứng lớp rồi. Đó là quyết định lên. Đó, tôi như vậy là tôi ngược dòng. Không có gì nó cản trở của chúng ta hết. Các bạn hiểu chưa? Nó là chúng ta muốn là chúng ta làm thôi. À, nó là các bạn nào đi xuôi dòng là cái con cá nó đi xuôi dòng là con cá nó sắp chết rồi. Bạn nghe theo số đông là bạn sắp chết rồi.
Bạn hình dung chưa? Là chúng ta cần phải ngược dòng để chúng ta mới bứt phá được, bứt phá cho cuộc đời của chúng ta được. À, đây vừa rồi mình chia sẻ cái điều thứ tư rồi đó. Ok, các bạn thấy tuyệt vời mà. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn chia sẻ livestream đi. Bé Dung, em đã chia sẻ cái livestream về nhà của em chưa? À, và các bạn nào có cái câu hỏi nào thì hỏi mình đi. Bạn Văn Hình Văn Thanh. Ok, cảm ơn bạn Hình Văn Thanh, bạn chúc sinh nhật của mình rất là tuyệt vời. Bạn đã chia sẻ chưa bạn Hình Văn Thanh ơi? Em đã chia sẻ cái livestream về nhà em chưa? Ok chưa? À, chia sẻ. Đúng rồi, hay quá thầy ơi, chết ở 25 rồi đợi 60, đúng rồi. Ok chưa? Đó là chúng ta cần phải mạnh mẽ và ý chí lên. Lúc nào cũng theo số đông, và cái số đông đó nó có thành công khỉ gì đâu. Mà chúng ta cứ theo cái số đông đó, nó là luôn luôn. Bạn Trần Trọng Tấn, trong lớp mình là mình hướng dẫn cho mọi người tư duy ngược hết, tư duy ngược dòng hết. À, cảm ơn bạn Tướng Cảnh. À, buổi tối sinh nhật của mình rất là tuyệt vời. Cảm ơn nay sinh nhật của mình rất là tuyệt vời. Các bạn lên Facebook đó, các bạn thấy mình nhận rất là nhiều lời chúc của các bạn khắp miền đất nước về. Ok chưa? Yeah. Đúng rồi em. Kêu bạn bè nó vào xem để nó thay đổi bớt đi, chúng ta để nó. À, rồi. Làm sao để chúng ta xóa bỏ được cái rào cản của mình? Cái thứ tư các bạn ghi đó là chúng ta có sự chuẩn bị tốt. À, có sự chuẩn bị tốt thì cái sự ngược dòng chúng ta mới tốt. Thiếu sự chuẩn bị thì các bạn dễ bị té và vẽ va vấp lắm. Muốn đạt kinh doanh thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Ngay từ lúc làm công là chúng ta phải như thế nào à? Chúng ta dành thời gian để chúng ta đi học về kiến thức kinh doanh rồi. Đi chơi với những người kinh doanh rồi. Tập tành ra kinh doanh rồi. Những người thiếu có sự chuẩn bị là gì? Thấy lúc nào, thấy chừng nào là cái sinh nhật vui vẻ nhé sếp. Ok, cảm ơn bạn Trung Kiên nhiều. À, thấy lúc nào mà chán việc làm công rồi, nhắm cái chỗ làm công không ổn rồi, mới bắt đầu lao ra làm kinh doanh. À, rồi đòi làm kinh doanh được liền. Mấy cái tay đó hả, nghèo khổ cả đời. Bởi vì sao à? Họ không có một sự chuẩn bị. À, họ thấy khó mà họ mới làm. Thầy có học online không ạ? À? Nên học trực tiếp em. Học online thì mình có đó, nhưng mà mình khuyên các bạn muốn phát triển thì các bạn phải nên học trực tiếp. À, kêu từ đó e bỏ suy nghĩ làm việc cảm tính luôn. Ok, chuẩn bị. Ok, làm gì cũng phải có sự chuẩn bị. À, ngày hôm nay nè, mấy ngày hôm nay nè, mình gặp những bạn nè, tới chúc mừng sinh nhật của mình, tương tác nè, thì các bạn này phần lớn là học mình 3-4 năm mà, và bây giờ cái câu chuyện bạn nói là bạn nói đầu tư chứ hết nói về kinh doanh nữa rồi. Tại vì kinh doanh của bạn nó rất ngọt rồi, bạn hỏi mình toàn là cái việc mua bán đất đai, mua ở khu vực nào và mua bán như thế nào thì cho nó hiệu quả. Các bạn hình dung chưa? Tức là cái sự thay đổi của họ nó rất là tuyệt vời. Thầy đang dạy online đó bạn. Ok, đúng rồi bạn Nam Đế ơi. Nên là các bạn được không là các bạn học, sắp xếp học trực tiếp. Tối thứ năm này có cái lớp 3 giờ đồng hồ, mình chia sẻ trực tiếp miễn phí thì các bạn tới để các bạn học thôi. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream mình thì lo chia sẻ đi. Bạn nào mà mua sách của mình, bạn nào xem livestream này mà mua hai cái quyển sách của mình, quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, ở trên khắp mọi miền đất nước, thì bên mình sẽ giao đến nhà của các bạn. Ok chưa? Và như thế nào và các bạn sẽ được ép vào một cái group riêng. Cái group đó mình sẽ hướng dẫn sâu hơn về các bạn, về cái cách kinh doanh, về những cái kiến thức mà mình đã nói trong sách mà các bạn đọc các bạn không có hiểu. Bạn nào lần đầu tiên xem mình cái livestream này thì các bạn hãy kết bạn với mình. Ok, cảm ơn bạn Bella. Sinh nhật ý nghĩa em. Ok chưa? Yeah. Thì chúng ta càng có sự chuẩn bị đầy đủ thì cái kế hoạch của chúng ta đi nó nhanh hơn. Nó không phải gì ạ? Không phải va vấp nhiều, không phải té nhiều, và nếu có té thì chúng ta cũng phải biết cái cách té. Trong cái lớp của mình hay nói là hãy biết thất bại một cách vô cùng thanh lịch. Các bạn ghi vô, hãy biết thất bại một cách vô cùng thanh lịch. Những người mà họ không có sự chuẩn bị thì họ thất bại một cách rất là khổ đau. Và khi các bạn làm sao để tham gia khóa học vào tối thứ năm vậy thầy? Bạn muốn tham gia khóa học vào tối thứ năm thì bạn chỉ inbox số điện thoại cho mình. Bạn chỉ inbox số điện thoại thôi thì các em nó sẽ gọi đến, và bạn sẽ đến cái buổi tối thứ năm các bạn học. Cái tối thứ năm là cái lớp học làm chủ doanh nghiệp, để giúp cho các bạn biết cái cách làm sao để chúng ta làm chủ một cái doanh nghiệp. Ok chưa?
Bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn chia sẻ livestream đi. Sao nãy giờ các bạn chưa chia sẻ nhỉ? À, những lời trong khó nghe quá. Những lời thứ gì? Trọng đi gì địa gì khó nghe quá. Tức là khó nghe gì bạn ơi? À, bạn khó nghe về cái micro của bạn hay là bạn nói cái gì mình chưa hiểu? Hãy biết thất bại, đúng rồi, thất bại một cách đàng hoàng, thất bại một cách thanh lịch. Còn nếu các bạn không biết cách thì bạn té chuối mũi luôn. Happy birthday thầy, em chúc thầy của bạn. Ok, cảm ơn bạn Long Định, lâu quá chưa gặp em, lúc này em vẫn còn làm cho Nhan Xanh ha, rất là tuyệt vời. Thấy lúc này Nhan Xanh phát triển quá, Long Định ơi. Ok chưa, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bước thứ năm là hãy luôn tha thứ cho chính mình và bỏ lại những cái chuyện mà đã. Bước thứ năm ghi vô, bước thứ năm là tha thứ, hãy biết tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác và thẳng sẵn sàng lãng quên, quên đi cái việc cũ, cái việc không tốt, cái việc không hay. Ok chưa? Chúc mừng sinh nhật. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok chưa? Tức là có nhiều người họ ghim gút cái chuyện cũ quá. Họ ghim gút cái thầy ơi lớp bi khóa tiếp theo vào ngày bao nhiêu, em vừa khóa vừa rồi em đi không được. Cái khóa làm chủ doanh nghiệp chính năng cao là ngày 14 và ngày 15 tháng 4. Ok, em cho mình số điện thoại thì các em nó sẽ gọi cho em cái khóa 141 đó, hoặc là em lên cái bài viết trên Facebook của mình đó. Mình có ghi sẵn cái lịch ở trên đó, em xem liền, nó sẽ có trên đó liền em. Bước thứ năm mà nói tiếp là hãy luôn tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác và hãy quên đi những cái quá khứ đau buồn. Bởi vì bạn có không quên, bạn không chịu tha thứ thì nó làm cho bạn nặng lên thôi. Nên hãy gì ạ? Hãy một trong cái phương thức mà xoa dịu mình, xoa dịu những cái sai lầm của mình, xoa dịu những cái thất bại của mình là hãy tự tha thứ cho chính mình và tự tâm sự với chính mình rằng cái thời đó mình thiếu kiến thức, mình thiếu kỹ năng, mình thiếu kinh nghiệm, mình thiếu cái sự suy nghĩ, mình thiếu những người thầy. Khó làm chủ doanh nghiệp học trực tiếp hay gián tiếp vài thầy? Khó làm chủ doanh nghiệp là học trực tiếp tại lớp các bạn, không có học gián tiếp được. Ok chưa? Trong lớp này các bạn tương tác với mình sẽ chia sẻ bạn rất là nhiều điều. Bạn nào chưa chia sẻ lên trên này thì các bạn chia sẻ đi nhỉ. Mình thấy còn nhiều bạn vẫn chưa chia sẻ, mình kiểm tra trên máy mình nhìn thấy nè, có nhiều bạn sau bạn xem mà bạn vẫn không chia sẻ. Ok chưa? Có nhiều bạn cứ giữ mãi cái gì, cái nỗi đau khổ, giữ mãi cái vết thương lòng đó, nó chôn ở trong con người của bạn á. Thầy đang có những khóa nào? Ok, khóa làm chủ doanh nghiệp thôi, đi tới học cái khóa làm chủ doanh nghiệp đi, học cái khóa đó xong rồi mới tính tiếp. Mình là chỉ chia sẻ bạn làm chủ doanh nghiệp mà. Cái khóa miễn phí 3 giờ buổi tối, 3 tiếng đồng hồ buổi tối, và cái khóa chính thức là 2 ngày, một ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật, học liên tục với nhau luôn. Nó rất là nhanh, tập trung chủ đề, lan man quá, trả lời tương tác ít thôi. Ok, bạn Nguyễn Như Vĩ. Ok, nếu mà bạn không thích thì thôi. Ok chưa? Bao nhiêu người thì chúng ta cần phải tương tác với bạn. Ok, còn bạn không thích thì thôi. Không cần bạn phải xem cái live stream này. Bao nhiêu người muốn tương tác, muốn trả lời mà bạn không có tôn trọng gì hết. Nếu mà bạn không tôn trọng thì cũng không có cần bạn đâu. Bạn có nhận ra điều này chưa? Bao nhiêu bạn người ta đang hỏi và mình phải trả lời chứ. Bạn muốn chứ một mình bạn à? Ok chưa? Thì những người đó chúng ta là nhỏ hẹp quá. Thì nói chung là bạn cũng không phải thuộc cái tầm nhìn của mình. Bạn hình dung chưa? Nó là bà đúng rồi, phải có tương tác, phải trao đổi. Lên mạng xã hội là chúng ta phải trao đổi, kể cả lớp học chúng ta cũng phải trao đổi, chúng ta tương tác với nhau. Và những người mà không có sự lắng nghe, chỉ biết cho mình thì thôi. Bạn không cần phải xem cái live stream này nữa. Ok chưa? Mình phải theo dõi, mình vừa nói, mình vừa trả lời cho từng người một. Các bạn nhận ra điều này chưa? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái thứ năm là bạn phải tha thứ. Ok chưa? Và sẵn sàng gì à? Quên đi cho người khác. Chào bạn Như Phúc. Ok, lâu quá rồi mới gặp em.
Chào bạn Nguyễn Trung Kiên. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Trung Kiên nhiều. À, và nó như thế nào ạ? Thứ sáu là chúng ta không được đi lòng vòng. Thầy tương tác rất nhiều và kỹ ạ. Ok, cảm ơn bạn Thu An nhiều. Cười lên cả thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Trao đổi tương tác thì mọi người mới phát triển được thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Thầy quá tuyệt vời. À, cảm ơn bạn Tuyết Nhi nhiều. À, chào bạn Hòa Dương. Ok bạn. Ok, hôm nay sinh nhật của mình rất là tuyệt vời. Ok. Cái tiếp theo đó là chúng ta hãy đi trực tiếp. Đừng có đi đường vòng. À, anh em nốt lại. Hộ 5 bước thầy vừa nói giúp em với. Ok. Có những bạn họ nốt lại rất là đàng hoàng đó bạn Vượng ơi. À, có những bạn Vượng rất là đàng hoàng đó. Ok chưa? À, chúng ta hãy gì? Đi trực tiếp đừng có đi đường vòng. Có nhiều người á họ học cái chương trình mình để họ ra họ khởi nghiệp. Nhưng mà họ không ra khởi nghiệp, họ đi lòng vòng. Tự nhiên họ nghỉ làm công rồi. Họ không đi khởi nghiệp, họ chuyển sang họ làm cho công ty đa cấp mà họ nói là họ ra họ làm chủ. Mấy người đó họ dở hơi không thể tưởng được. Rồi đi khởi nghiệp thì không lo đi khởi nghiệp, đi lòng vòng, đi cái gì, đi kinh doanh tiền ảo, mà toàn là kinh doanh cái dạng mà tiền ảo lừa đảo, tiền ảo đa cấp không à, mà nói cũng là gọi là đi ra khởi nghiệp, tức là những người đó họ đi lòng vòng. Cái điểm A họ đi, họ rồi họ đến đến điểm B, thầy nhiệt tình và hết mình quá à. Ok, phải như vậy bạn bạn Hùng ơi, phải chia sẻ. À, họ từ điểm A họ đến điểm B đây, họ không chịu đi điểm A. Các bạn chung nè, điểm A nó nằm ở chỗ này nè, điểm B nó nằm ở chỗ này nè. Từ điểm A nè đến điểm B nè, họ không chịu đi từ điểm A đến điểm B này mà họ đi qua cái điểm C này nè. À, rồi họ nghĩ đó họ đi về cái điểm B này nè. À, rất là mắc cười, họ đi lòng vòng vậy đó. À, từ đây nè đi làm kinh doanh không chịu, họ nói là họ ra làm công để họ học kinh nghiệm đi làm kênh kinh doanh. Bây giờ mình hỏi các bạn nè, nếu bạn đi xe đạp thì thêm 10 năm nữa thì bạn có kinh nghiệm đi cái gì? Bạn có kinh nghiệm đi xe đạp chứ làm sao bạn có kinh nghiệm đi xe con được? À, bạn làm công thêm 10 năm nữa thì bạn có kinh nghiệm đi gì? Đi làm công chứ làm sao mà làm công bạn có kinh nghiệm đi làm chủ được? Nhiều người họ đi lòng vòng. À, ok chưa? Chúng ta đi thẳng ra đất luôn. Muốn làm kinh doanh là đi làm kinh doanh luôn. Học ra trường là đi làm kinh doanh luôn. Đi làm công lòng vòng. Đó là cái triết lý lòng vòng. Mình thấy cái triết lý dở hơi chứ. Nhưng mà nhiều người hay hùa theo như vậy á. Không làm công thì lười, có thời gian đâu làm kinh doanh. Đó là cái triết lý đi lòng vòng. Hoặc là tự nhiên nghĩ làm công thì đi ra làm kinh doanh, không chịu làm kinh doanh. Đi làm đa cấp mà nói là đi làm kinh doanh. Mấy cái thằng đa cấp nó cứ suốt ngày nó nói là chủ doanh nghiệp. Mấy cái thằng đó nó vô lý. Chủ doanh nghiệp là cái doanh nghiệp đó nó phải là của mình. Cái doanh nghiệp đó nó của người ta. Mình vô đó mình đi bán hàng cho người ta. Mình suốt ngày mình đi ca tụng người ta mà cứ nói rằng là mình làm chủ doanh nghiệp. Mấy cái thằng đó nó dở hơi. Các bạn nên dùng ra điều này chưa? Rồi đi làm kinh doanh thì không đi làm kinh doanh. À, rồi lại đi nghe tiền ảo gì đó, đi đầu tư búa xu hết. Bản thân những con người đó gì à, trong sâu thẳm họ không có đam mê làm kinh doanh. Bí mật của họ là những người đó, trong sâu thẳm của họ là họ như thế nào à? À, họ đam mê kiếm tiền. Và họ nghĩ rằng họ vào kinh doanh để họ kiếm tiền. Nhưng mà vào kinh doanh chưa ra tiền, cái họ nghĩ đi cái chỗ khác dễ kiếm tiền hơn. Bạn hình dung chưa? Nó là họ đi lòng vòng. Rốt cuộc rồi họ có đi cái đường đâu, họ làm cái đường đâu. Ok chưa? Nó là những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy có hữu ích đó mà. Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống. Các bạn thấy những chia sẻ này nó rất là hữu ích. Comment xuống, ghi xuống. À, comment xuống các bạn này, nó rất là hữu ích. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này, cái livestream này tối nay mình nói rất là máu lửa. Ok chưa? Em đi bán bảo hiểm nhân thọ thì được gọi là kinh doanh không? Bán bảo hiểm nhân thọ mà kinh doanh cái gì? Bạn đi làm cho người ta. Ok chưa? Bạn đi lấy, giống như bạn là một cái đại lý, bạn lấy hàng của người ta rồi bạn đi bán chứ thôi. Chứ kinh doanh cái gì? Bạn làm chủ doanh nghiệp là bạn phải sở hữu một cái doanh nghiệp của mình, thương hiệu phải của mình, là nội quy của mình phải do mình đặt ra. Ok, lợi nhuận phải do mình ấy. Còn bạn làm bảo hiểm thì người ta cắt cái phần trăm cho bạn, vậy thôi chứ. Bạn làm kinh doanh gì? Bạn có một cái công việc bạn làm thôi. Bảo hiểm gọi là đi làm một cái công việc, đi kiếm một công việc để làm thôi. Cái đó không gọi là kinh doanh. À, các bạn nhung ra đi. Thay vì bạn đi làm công cho người ta thì bạn nhận một cái dịch vụ bạn đi bán giùm cho người khác, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là tự làm thôi, tạo cho mình một cái công việc thôi.
cái đó không gọi là kinh doanh. Bạn hình dung chưa? Kinh doanh là chúng ta phải sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng. Ok chưa? Chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu. Con cứ mập mơ thì làm sao mà làm được? Rồi cứ tự gì vậy? Tự sướng với mình, rồi tự hứa với mình. À, ok chưa? Bạn Hà Phương muốn mua hai quyển sách của mình rất là tuyệt vời. Bạn nào mua sách với mình thì giám đốc bảo hiểm thì cũng đi làm cái gì? Đi làm công cho cái công ty bảo hiểm đó thôi. Hoặc là tạo ra một cái công việc trong cái công ty bảo hiểm đó thôi, chứ có cái gì mà hay ho đâu. Ok chưa? Bạn nói chung, thằng nào mà ra sư của doanh nghiệp riêng thì thằng đó nó mới là tuyệt vời. Thằng đó nó bản lĩnh hơn khối những thằng kia nhiều. Dù bạn làm cả CEO mà thuê thì bạn cũng thua một cái thằng, gì nó ra nó mở một công ty bé bé. Bởi vì sao? Cái thằng nó mở một công ty bé bé nó vẫn hơn bạn. Bởi vì sao ạ? Nó đã tạo ra một cái doanh nghiệp cho riêng nó, và không những thế, nó còn tạo công việc làm cho nhiều người khác. Còn bạn làm CEO thuê thì bạn, bản chất của bạn, bạn cũng là cái thằng đi xin việc thôi. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nên đừng có gì ạ, đừng có lầm lẫn cái đó. À, phải hiểu rõ như thế nào là cái con đường để làm kinh doanh, sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng. Ok chưa? Nên là chúng ta phải hiểu ra cái việc đó. Ok chưa? Đừng có lầm lẫn mà cứ nói cái này rồi nói cái kia. À, để mà chừng cuối cùng rồi cứ tưởng mình làm kinh doanh, mà thực sự mình có phải làm kinh doanh đâu. Mình chỉ đi là kiếm cho mình một cái công việc. Các bạn ơi, tất cả những người đó họ đang kiếm cho họ một cái công việc thôi. Ok chưa? À, rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi, tiếp tục à. Chúng ta cần phải sắp xếp được thời gian của mình. Cái số 7, ghi vô. Anh ơi, hỏi mọ anh ơi. À, ok chưa? Chúng ta cần phải gì à? Cần phải sắp xếp được thời gian của mình. Nếu mà bạn không sắp xếp được thời gian của mình thì bạn không gỡ bỏ được cái rào cản rất là quan trọng trong con người của mình. Đó là lúc nào cũng bận rộn. Mà những người bận rộn thì những người không thể thay đổi được. Nên cái số 7 ghi vô. Hãy sắp xếp được thời gian của mình và hãy làm chủ được thời gian của mình. Nếu mà bạn không làm chủ được thời gian của mình thì bạn sẽ không làm chủ được cái gì khác. Các bạn có nắm rõ chỗ này chưa? À, bây giờ mình kiểm tra lại, bạn nào mà chưa chia sẻ thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi nhé. Tranh thủ chia sẻ đi. Mình nói rồi, bạn hãy tranh thủ bạn chia sẻ cái live stream này đi. Còn bạn chưa chia sẻ thì không có được. Bạn tranh thủ bạn chia sẻ cái live stream này đi. À, ok chưa? Mình thấy có mới 150 bạn chia sẻ à. Tối nay mình chia sẻ rất là máu lửa và có nhiều điều rất là hay. Ok, vậy bạn Bình Minh, bạn mua mình hai quyển sách rất là tuyệt vời. Ngày mai các em nó sẽ gửi cho bạn. À, tiếp tục là hãy sắp xếp để mình có thời gian và làm chủ thời gian của mình. Những cái người làm công bạn đâu có làm chủ được thời gian của mình đâu. Ok, bạn làm cả CEO thuê thì cái thời gian, quỹ thời gian đó của bạn là bị ông chủ ở mua. Bí mật của một người làm chủ là chúng ta làm chủ được cái quỹ thời gian của mình. Còn ông nào mà làm chủ mà bận quá thì rõ ràng là bạn không làm chủ được thời gian của mình. Mà bạn không làm chủ được thời gian của mình thì làm sao mà bạn phát triển được. Ok chưa? Nên là một cái điều tuyệt vời là chúng ta hãy làm chủ thời gian của mình. Từ sáng, trưa, chiều, tối chúng ta phải sắp xếp thời gian rất là hợp lý. Còn ông nào mà không làm chủ thời gian của mình thì suốt ngày cứ nói bận, rồi nói là em muốn làm cái này nhưng mà em không có thời gian là làm. Thời gian của bạn chứ ơi, thời gian của bạn chứ ơi. Mà bạn không có thời gian để làm thì ai làm, ai đã lấy thời gian của bạn? Một câu hỏi đặt ra là ai đã lấy đi cái thời gian của bạn mà bạn không sắp xếp được? Hả? À, mà tại sao bạn lại không có tiền? Bạn nói bạn bận mà tại sao bạn không có tiền? Bạn nói bạn bận mà sao thu nhập của bạn nó thấp vậy? À, nên một cái câu hỏi đặt ra là ai đã lấy thời gian của bạn lại? Ai đã làm chủ thời gian của bạn lại? Một nguyên tắc trong cuộc sống, bạn không làm chủ được thời gian của mình thì người khác sẽ làm chủ thời gian của bạn. Các bạn hình dung chưa? Bạn mà bạn không làm chủ được thời gian của mình là người khác họ làm chủ thời gian của bạn, họ lấy thời gian của bạn ấy. Ok chưa? Tức là những người mà họ có họ đi làm lòng vòng đó, họ cứ đi lòng vòng đó, họ bị người khác lấy mất thời gian của họ mà họ không biết. Và họ cứ, rồi nguyên tắc người ta lấy thời gian của họ và người ta muốn lấy thời gian của bạn bền vững thì người ta, họ phong cho bạn một cái chức vụ gì đó. Bạn hình dung chưa? À, nó là bạn nào mà hiểu hơn thì các bạn nên chịu khó mua 3 quyển sách này của mình về đọc.
Nguyện thứ nhất là nguyện vượt biển lớn, cách khởi đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Nguyện thứ hai là bì dân đồ quay. Nguyện thứ ba là mỗi ngày một chút thôi. Và mình sẽ gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Ok chưa? Mình sẽ gửi bạn lên khắp mọi miền đất nước này. Và bạn có cái quyển sách này thì các bạn cứ inbox cho mình, inbox cho mình, cho số điện thoại mình, và sách sẽ được gửi bạn đến khắp mọi miền đất nước. Và các bạn chưa, và mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng, chỉ cho những người có hai quyển sách này mới được vào trong cái group đó. Và mình sẽ chia sẻ các bạn sâu hơn về làm kinh doanh. Bạn Phong, bạn nói là sách của mình hay lắm, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chuẩn bị đón đọc cái quyển sách tiếp theo của mình mới ra nhé. Ngày nay mình chia sẻ trên Facebook đó, ok chưa? Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy làm chủ thời gian của mình, đó là số 7. Nếu mà bạn không làm chủ được thời gian của mình thì bạn như thế nào à? Bạn chả làm chủ được ai hết. Ok chưa? Quyển mỗi ngày một chút thôi. Bạn nghe cái tiêu đề là bạn hiểu rồi, bạn hùng anh thôi. Bạn muốn thành công thì mỗi ngày một chút thôi. Bạn muốn đạt được cái gì trên cuộc sống mà hãy mỗi ngày một chút thôi. Trong cái quyển đó, đừng quên em nhé anh. Đừng quên là sao? Sách anh hay quá. Ok. Cảm ơn bạn Đặng Gia Hồng. Em đang chờ đó thầy ơi. Ok. Ban đầu sao không có chương trình tặng sách đi nhỉ? Ok. Mình không bao giờ mình tặng sách đi đâu bạn Huỳnh Sinh ơi. Ok chưa? Sách công sức viết ra. Và hiện tại quyển vượt biển lớn đã bán 15.000 cuốn rồi. Và quyển gì à? Mỗi ngày một chút thôi. Mới vừa ra 3 tháng đã bay hết 3.000 cuốn rồi. Và mình đang in tiếp 3.000 cuốn tiếp theo. Ok chưa? Sách là công sức mười mấy năm ra. Ok chưa? Nên là nếu bạn là người khát khao ra làm kinh doanh thì bạn sở hữu cái quyển sách của mình. Đừng cứ mong mà tặng sách. Ok chưa? Những người mà muốn nhờ cái bữa ăn miễn phí thì những người đó bạn không thuộc những người đi làm kinh doanh. Ok chưa? Mình sẽ live stream cho bạn miễn phí. Nhưng quyển sách thì mình không tặng miễn phí. Tại vì quyển sách đó nó rất là nhiều công sức. Các bạn hiểu chưa? Để mình viết ra, rồi mình đầu tư thiết kế, rồi xin nhà nước, xin giấy phép, tất cả cái điều đó. Bạn chỉ bỏ ra cái 100.000 để bạn sưu quyển sách mà bạn còn đòi xin nữa. Thì những người nào này nó không thuộc cái đối tượng đi làm kinh doanh. Bạn là cái đối tượng level thấp quá, nó làm bạn không thuộc đối tượng của mình. Ok chưa? Bởi vì bạn không biết cái trân trọng một cái quyển sách. Các bạn thấy mình quay cái phòng sách của mình không ạ? Mình mua 500 cuốn sách và mình từ từ từng bước mình lại đọc tiếp. Các bạn thấy sách là quý, bởi vì sao? Cái trí tuệ và kiến thức của cái người độc giả đó, họ đã viết lên hết này rồi. Mình chỉ cần bỏ cái mấy chục ngàn, 100.000 mình sở hữu nó. Tuyệt vời. Ok chưa? Nó là chúng ta đừng có mong ngồi đó. Những người ngồi chờ những món ăn miễn phí là những người nghèo. Các bạn chưa? Những người giàu là những người họ không những họ không cần cái món ăn miễn phí đó, họ sẵn sàng trả tiền rất là cao, mà họ sẵn sàng gì? Cho người khác những cái điều mà những người kia cần. Ok chưa? Nên là chúng ta cần phải có một cái tư duy của một người làm kinh doanh. Rất là tuyệt vời. In nhắn nữa, có in gửi em in ưu đãi nha thầy. Ok chưa? Có mối quan hệ thì chúng ta sẽ làm với nhau. Còn nếu chưa có mối quan hệ thì nói không không như vậy thì không có ai làm ăn đâu bạn Đỗ Văn Bảy ơi. Làm ăn là chúng ta phải có mối quan hệ với nhau. Bạn muốn in nhắn thì bạn phải nói chuyện với mình, bạn phải trao đổi với mình. Nói mấy câu gì thì ai mà làm ăn với bạn được. Ok chưa? Bước thứ 8, các bạn ghi vào bước số 8 là chúng ta luôn luôn hướng đến sự tích cực. Muốn thoát ra khỏi những rào cản và bế tắc thì chúng ta phải luôn hướng đến những cái tích cực. Còn nếu mà chúng ta luôn nhìn mọi thứ dưới góc độ tiêu cực thì chúng ta không có như thế nào chúng ta không thể hướng đến, chúng ta không thể thoát ra những cái rào cản được. Luôn nhìn mọi thứ với góc độ tích cực. Ok chưa? Phải nhìn nhận những cái giá trị. Buôn có bạn có phường. Ok, bạn là Cầu Long nói đúng. Có mối quan hệ với nhau thì làm ăn rất là dễ. Chứ không phải cứ lên Facebook này thấy mình có in sách, cái nói mình qua chỗ bạn in thì chả ai mà đi in. Biết bạn như thế nào mà in cái bạn như chưa? Nó là tất cả đều là phải là cái mối quan hệ với nhau. Người làm kinh doanh là chúng ta phải luôn tích cực. Muốn phát triển là chúng ta luôn tích cực, luôn nhìn góc độ với tích cực, luôn nhìn rào cản với góc độ tích cực. Ví dụ có những bạn đi học cái chương trình của mình,
bạn nói là vợ bạn cản trở không cho bạn học, mình mới nói rằng là không có vợ nào cản trở đó. Vợ bạn đang huấn luyện bạn cái khả năng để bạn thuyết phục vợ bạn, hình dung chưa? Bạn thuyết phục vợ bạn, và khi các bạn không, vợ bạn đang giúp bạn có khả năng thuyết phục tốt hơn. Tại vì vợ bạn thấy bạn thuyết phục tệ quá nên là vợ bạn mới nói là không đồng ý với bạn. Bạn là người thuyết phục tuyệt vời thì vợ bạn sẽ đồng ý liền. Đó, mình luôn nói đó là góc nhìn tích cực. Rồi có những bạn tới nói mình: bây giờ em không dám ra kinh doanh đâu, bởi vì em có vợ, em có con rồi, em ra kinh doanh nó nguy hiểm lắm. Mà nói đừng có lôi vợ con ra đây đổ thừa nha. Lúc độc thân kia tại sao bạn không ra kinh doanh đi? Cái lúc độc thân kia tại sao không ra kinh doanh đi? Rồi bây giờ nó như thế nào à? Bây giờ có gia đình rồi, cái không ra kinh doanh được, đổ thừa lấy vợ con ra đổ thừa. Mà nói vợ con là động lực để cho bạn ra kinh doanh. Bạn hình dung chưa? Đã có vợ con rồi mà bây giờ còn lấy vợ con đã đổ thừa nữa. Ok chưa? Những cái người đó là những người mà các bạn mới rất là hèn nhát. Ok chưa? Rất là làm biếng. Họ làm biếng lâu nay lâu rồi, nhưng mà họ không có ai để họ đổ thừa. Bây giờ họ lấy, do em có vợ, em có con, em có gia đình nữa, nếu mà em không đi làm để em lãnh lương thì vợ con em nó đói. Mà nói đáng lẽ vợ con bạn, nếu mà bạn sợ vợ con đói thì bạn đã lao ra bạn làm kinh doanh từ lâu rồi. Và bây giờ bạn sợ vợ con đói thì bạn phải lao ra làm 100%. Bạn không cho bạn con đường rút. Tất cả những con người đó là những người họ đổ thừa hết. Các bạn hồn hình dung chưa? Họ lấy vợ con ra để họ đổ thừa. Những cái người đó là những người mà họ rất là tệ hại. Và chúng ta hãy biến những cái gì, những góc nhìn đó thành góc nhìn tích cực. Chúng ta xem đó là cái động lực để chúng ta bứt phá, chứ chúng ta không phải xem vợ con là cái gánh nặng. Bạn hên vô chưa? Đừng có xem vợ con là gánh nặng, mà xem vợ con đó là động lực để chúng ta tiến lên. Nó là những người thành công, họ luôn nhìn vấn đề với cái độ tích cực. Còn có những người đấy, thị trường rất là cạnh tranh. Bây giờ mình hỏi các bạn, bạn kinh doanh cái lĩnh vực gì nó không cạnh tranh bây giờ? Nó là cạnh tranh là cơ hội để chúng ta giỏi hơn, cạnh tranh là cơ hội để chúng ta làm cái điều gì đó nó mới hơn, cạnh tranh là cơ hội để chúng ta bứt phá. Bạn hên vô chưa? Thầy ơi, lớp marketing khi nào tổ chức? Lớp marketing thì 2 tuần nữa có em. Nếu mà bạn quan tâm thì bạn em cho mình cái số điện thoại rồi mới báo em cụ thể, hoặc là em vào trong web bitraining.org em xem cái lịch. Bạn Ngọc Quyên nhé, em vào cái trang web bitraining.org để em xem cái lịch. Ok chưa? Các bạn chờ mình chút để mình đi lấy nước mình uống cái. Hồi nãy giờ khát nước quá. Ok chưa? Các bạn vào trong cái trang web bitraining thì các bạn thấy có cái lịch. Thì các bạn xem cái lịch đó để các bạn thấy được cái lịch. Bây giờ hỏi ngang như vậy thì mình không có nhớ đâu. Ok chưa? Các bạn nào mà nhưng mà các bạn, mình không có cho các bạn vào học cái lớp marketing ngang đâu. Các bạn phải học cái lớp làm chủ doanh nghiệp hết. Cười thôi. Ok, cảm ơn bạn Tuyết Nhi rất là nhiều. Bạn Tuyết Nhi nhắc mình cười. Ok, các bạn chờ mình uống nước một cái, nãy giờ mình chưa kịp uống nước. Bạn nào chưa chia sẻ mình thì nhớ chia sẻ mình đi. Bạn nào mà lần đầu tiên biết với mình, làm quen với mình thì nó như thế nào Tất cả các bạn phải học cái lớp học làm chủ hết. Nếu các bạn mà không học lớp học làm chủ thì mình không cho các bạn học những cái khóa học khác đâu. Bởi vì sao Mục tiêu của mình là tạo ra các ông chủ doanh nghiệp, chứ mục tiêu của mình là không chỉ cho các bạn học online. Mình có chia sẻ online, mình có chia sẻ marketing, nhưng các bạn không học cái lớp làm chủ doanh nghiệp thì mình không có cho học cái khác. Đúng rồi, bắt đầu từ A và tới Z hả thầy? Đúng rồi, bạn Phan Minh nói rất là đúng. Còn các bạn mà chỉ chui vô mà đi học ngang thì mình không có cho học. Các bạn đi vô khác học. Bên mình là mình không có đào tạo theo đó. Ở ngoài thị trường hiện tại là 100 nơi họ đào tạo, là họ mở ra họ đào tạo ngang xương vậy đó. Còn của mình là vào A ra Z, nghĩa là học bài bản để chúng ta xây dựng cho mình một doanh nghiệp. Các bạn nào thuộc mục tiêu đó thì các bạn mới đi vào bên mình. Ok chưa? Bạn nào mà muốn học làm chủ thì để lại cái số điện thoại
các em của bên mình nó sẽ gọi các bạn, nó mời các bạn đi học. Bạn nào chưa có sách thì để lại số điện thoại để mua sách, ok chưa? Bây giờ mình lại tiếp tục, hãy nhìn vấn đề với góc độ tích cực, ok chưa? Và các bạn có muốn mình nói cái chủ đề hôm tới không ạ? À? À, trước khi hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh, tại hôm nay mình đi về trễ đúng không? Bây giờ mấy giờ rồi các bạn ơi? Bây giờ mình xem đồng hồ mình thấy mấy giờ rồi? À 11 giờ rồi. Các bạn ơi, chưa chưa? Vậy thì bây giờ mình nói với các bạn cái chủ đề hôm sau nữa. Ok chưa? Các bạn có muốn mình à, ok chưa? Các bạn có muốn mình không ạ? À? Nói các bạn chủ đề hôm sau đúng không ạ? À? Ghi cái chủ đề hôm sau này. 10 cách để tránh biến mình trở thành một nạn nhân. Ghi vào. Ghi cái chủ đề hôm sau này. 10 cách tránh biến mình thành một nạn nhân của cuộc đời này. Ghi vào. 10 cách tránh biến mình thành một nạn nhân của cuộc đời này. Ghi vào các bạn. Đây là cái chủ đề mà tối thứ sáu hoặc là tối mai, nếu mà mình đi về sớm thì mình live stream cho các bạn. 10 cách để tránh biến mình thành một nạn nhân của cuộc đời này. Ok chưa? Ghi vào cái chủ đề đi. Tối hôm sau mình rảnh thì mình sẽ chia sẻ, còn không thì tối thứ sáu. Tối thứ năm thì lớp về khuya quá không chia sẻ được. Một là tối ngày mai, hai là tối thứ sáu. Ok chưa? À, 10 cách để tránh biến mình thành một nạn nhân của cuộc đời này. Ok, rất là tuyệt vời. Ghi vào để hôm sau bạn nhớ. Tối mai mình tranh thủ về sớm để mình live stream cho các bạn. Ok các bạn ơi. Ok chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ mình lại chia sẻ các bạn tiếp. Bây giờ 11 giờ khuya rồi đúng không? Mình lại chia sẻ các bạn tiếp. Cái số 9. Cái số 9 ghi vào, cái số 9 là hãy sớm nhất cho phép mình trải nghiệm. Cách số 9 ghi vô, sớm nhất cho phép mình trải nghiệm. Ok, có nhiều người họ mắc cái sai lầm vô cùng. Họ nói trẻ mà cần gì phải trải nghiệm. Tuy nhiên, còn trẻ mới là cơ hội để chúng ta trải nghiệm. Nếu bạn trải nghiệm càng trễ thì bạn lại càng khó thành công được. Ok chưa? Nó là đừng có sợ đúng, đừng có sợ sai, đừng có sợ mắc sai lầm, mà đơn giản cuộc đời này hãy cho phép mình được trải nghiệm. Ghi vô. Cuộc đời này hãy cho phép mình được trải nghiệm. Mà đã là trải nghiệm thì trải nghiệm càng sớm càng tốt. Nếu đã muốn ra kinh doanh thì hãy trải nghiệm kinh doanh nhiều. Đừng có đợi về già rồi mới ra kinh doanh. Bởi vì như vậy chúng ta không còn cơ hội nữa. Bạn hình dung chưa? Đã không trải nghiệm thì thôi, trải nghiệm càng sớm càng tốt. Đừng có trải nghiệm trễ. Cái sự dở hơi nhất là các bạn trễ. Ví dụ một ông thanh niên mà lên 30 tuổi vẫn chưa tán gái, vẫn chưa có người yêu thì rõ ràng là ông không biết cách tán gái. Còn một cái thằng nhỏ mới 16, 17 tuổi nó đi tán gái rồi thì mới 17, nó lên 20 tuổi nó đã có kinh nghiệm rồi. Các bạn hên vô chưa? À, nó lên 20 tuổi nó đã đầy kinh nghiệm rồi. Nhưng một ông 30 tuổi không chịu va vấp, không chịu trải nghiệm thì lên 30 tuổi cũng không biết tán gái đó là cái gì. Bạn hiểu ý chỗ này không ạ? À, nó là đã không trải nghiệm thì thôi, đã trải nghiệm thì hãy cho phép mình được trải nghiệm. À, đằng nào cũng làm thì hãy trải nghiệm càng sớm, đừng có trải nghiệm trễ. Cuộc đời đúng thì chúng ta làm tiếp, sai thì chúng ta sửa sai, chúng ta làm tiếp. Tóm lại đúng sai gì cũng làm. Còn ngồi đó cứ toan tính hơn thua người khác thì bạn đang tính với cuộc đời của mình. Ok, bạn Lộc Còn Long chúc mừng sinh nhật của mình. Cảm ơn bạn Lộc Còn Long nhiều. Ok, bạn Lộc Còn Long á, các bạn xem bạn Lộc Còn Long. Bạn Lộc Còn Long học mình 7 năm qua rồi đó. À, bây giờ bạn đang là người dạy cầu lông đó. Bạn Lộc Còn Long học mình 7 năm rồi đó. Bây giờ vẫn lên online với mình đó. Ok, cảm ơn bạn Lộc rất là nhiều. À, nó là chúng ta như thế nào à? Chúng ta phải sẵn sàng tham gia sớm. Ngồi cứ tính toán hoài để về già mới trải nghiệm. Đầy cái sai lầm của rất là nhiều người. Làm ráng cố gắng để dành tiền lên năm gì? 50 tuổi, 60 tuổi mới đi du lịch. Già mất rồi đi du lịch làm gì nữa? Mà cái lúc đó bạn có đi du lịch thì nó sung sướng như vậy nữa. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Đó. Nó là nó như thế nào à? Đó. Nên chúng ta hãy trải nghiệm sớm, đừng có nhút nhát. Đó. Nó là đầy những người già đời, nhưng mà cái tuổi thì lớn rồi, họ già rồi nhưng mà cuộc đời họ chả biết gì hết đó. Đây những đứa trẻ, nó còn rất là trẻ nhưng mà nó biết rất là nhiều. Bởi vì nó cho phép nó trải nghiệm.
các bạn hình dung chưa? Nó là cái sự khác nhau là ở ngay chỗ đó. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì bạn tranh thủ các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Vì sao các bạn biết không? Vì để bạn chia sẻ về các bạn mới nhớ. Và khi các bạn nhớ thì các bạn mới nhớ thế nào? Bạn mới xem nhiều. Tại sao một số bạn vẫn chưa chia sẻ nhỉ? Có rất nhiều bạn chia sẻ mình không hiểu. Hãy bấm vào cái nút chia sẻ để chia sẻ cái livestream này về. À, đúng rồi, mình có bị viêm sao một chút xíu, chính xác luôn. Rồi, điều số 10 là như thế nào? Hãy quan sát những người xung quanh. Điều số 10 là chúng ta hãy quan sát những người xung quanh. Hãy luôn luôn quan sát, hãy tìm hiểu những người xung quanh. À, để gì? Để thấy người ta đi lên hết rồi mà mình còn bị tụt lại. À, ok chưa? Để thấy những người ở xung quanh họ đã phát triển rồi mà điều gì đang cản trở chúng ta vậy? À. Hãy luôn quan sát, hãy tìm hiểu, hãy học hỏi những gì xung quanh của chúng ta. Đừng bao giờ, hãy cho phép chúng ta được học hỏi, hãy cho phép chúng ta được biết cái điều đó. Đừng bao giờ để chúng ta trở thành một cái thằng lạc hậu mà người ta nói cái gì mình cũng không biết, người ta nói gì mình cũng ngu ngơ. Cái món ăn đó, cái quán ăn đó người ta đã được đi ăn rồi, mình chưa đi ăn thì mình hãy tìm cách để mình trải nghiệm cái món ăn đó. Người ta đã đi qua Singapore rồi, mình chưa bao giờ đi Singapore thì mình hãy cố gắng mình sắp xếp làm sao để mình được đi Singapore. Người ta đã đi Dubai rồi, mình chưa được đi Dubai thì làm sao để mình sắp xếp mình đi được Dubai trong vòng 1-2 năm nữa. Người ta đã đi đến nước Anh rồi, mình chưa đi thì mình hãy đi. Hãy quan sát những người xung quanh và hãy như thế nào ạ? Hãy phát triển lên. Đừng cứ ngồi thấy người ta đi Singapore rồi mình ngồi mình nói rằng à mình nghèo khổ lắm, mình đâu có điều kiện mình đi Singapore đâu, bởi vì mấy thằng đó nó giàu. Đừng có nói những cái câu đó, những cái câu đó nó làm cho mình tệ hại lắm. Mà hãy tới hỏi người ta đi Singapore hay không, có gì đáng học không, làm sao để mình được đi Singapore giống bạn, đi Dubai hay không, đi Dubai có gì tuyệt vời không, làm sao để mình được đi Dubai như các bạn, đi luôn đi đến đất nước London tuyệt vời không, đi nước Anh tuyệt vời không, làm sao mà bạn đi được nước đó vậy, bạn có cách nào để bạn chỉ mình không, bạn hiểu ý của mình không ạ? Luôn học hỏi và quan sát những người xung quanh là cái cách tốt nhất để chúng ta phá vỡ những cái rào cản của mình. Bạn hình dung chưa? Và đừng bao giờ biến mình trở thành những cái nạn nhân trong cái cuộc đời này. Và tới 60 tuổi, 70 tuổi bạn ngồi đó bạn trách đời. Đừng để mình làm một nạn nhân nha. Mình nói rồi ạ. Đừng bao giờ bạn biến thành một nạn nhân. Đó là lý do vì sao tối mai, các bạn ghi vào tối mai, mình sẽ chia sẻ bạn 10 cách để tránh biến mình trở thành một nạn nhân. Ok chưa? 10 cách để tránh biến mình trở thành một nạn nhân. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì bây giờ bạn hãy chia sẻ về nhà các bạn liền. Ok chưa? Và bạn nào mà chưa mua sách của mình thì các bạn hãy tranh thủ mua 2 quyển sách của mình đi trên khắp mọi miền đất nước. Và khi bạn đã có 2 quyển sách này rồi thì mình add bạn vào một cái group riêng. Một cái group rất là riêng. Bạn nào chưa là bạn với mình hãy comment để chúng ta kết bạn với nhau. Follow Facebook với mình. Ok chưa? Và mình add bạn vào một cái group riêng. Và trong cái group này mình sẽ hướng dẫn bạn sâu hơn về kinh doanh. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối hôm nay là tối sinh nhật của mình. Còn chưa tới 1 tiếng đồng hồ nữa là qua 12 giờ rồi. Là nghĩa là kết thúc cái ngày sinh nhật của mình. À, nghĩa là tối hôm nay làm còn 1 tiếng đồng hồ nữa là một cái thời gian rất là ý nghĩa đối với mình. À, bây giờ mình chúc các bạn ngủ rất là ngon. Và nhớ hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Và bạn nào chưa mua 2 cái quyển sách của mình thì hãy mua quyển sách mình để mình ép các bạn vào trong một cái group đặc biệt để mình chia sẻ về kinh doanh sâu hơn. Bạn sẽ ở khắp mọi miền đất nước này, bạn vẫn được mình chia sẻ cái cách để làm sao chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Bye bye các bạn nhé.